Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của Cao Minh ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với các bạn review về một sản phẩm khui điện đơn cao cấp mà hiện tại Cao Minh đang phân phối. Và trên tay tôi là một chiếc khui điện đơn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó bên trong sẽ gồm những thành phần gì và cách thức hoạt động của nó ra sao nhé. Bên trong thì đầu tiên chúng ta sẽ có một sạc cáp Type-C. Sau đó là một lưỡi dao cắt foil. Và tiếp theo là một thân máy. Ngoài ra còn có một sách hướng dẫn sử dụng. Để chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó sẽ hoạt động như nào nhé. Thân máy được thiết kế cầm rất là chắc chắn. Phần trên thì được bọc bằng một lớp inox sáng bóng và có một nút điều khiển ở phía phần trên. Phần dưới thì được làm bằng nhựa trong suốt và bên trong là ruột gà dùng để vặn vào nút bần của chai vang. Đây là cái lưỡi dao cắt foil. Đây là lưỡi dao cắt foil dùng để cắt foil vào chai rượu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cách thức một chiếc khui điện này mở một chai vang nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng lưỡi cắt để cắt foil của miệng chai rượu. Chúng ta sẽ xoay tròn một vòng trên miệng chai rượu. Và như vậy thì chiếc foil đã được cắt ra rất dễ dàng. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng khui rượu. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng ngón tay trỏ để điều khiển, ngón tay trỏ và ngón tay giữa để điều khiển các cái nút lên xuống như này. Chúng ta sẽ đặt vòng tròn và lưỡi gà lên miệng chai rượu. Nó có vòng đây và dùng ngón tay giữa bấm vào nút ở phía dưới của chai rượu và chiếc khui tự động kéo xuống. Và như vậy là các bạn có thể thấy là nút bần đã tự động được kéo lên trên. Và rồi như vậy là đã kéo ra xong đó. Nút bần đã nằm nguyên ở trong chiếc khui rồi. Và việc lấy nút bần ra thì rất là đơn giản. Ta sẽ sử dụng ngón tay trỏ bấm vào nút ở trên và nút bần sẽ được đẩy ra. Vâng, như vậy thì ta đã có thể lấy được nút bần ra một cách dễ dàng. Như vậy là chúng ta vừa review xong một sản phẩm khui điện đơn cao cấp của Cao Minh hiện tại đang phân phối. Thì các bạn nếu còn băn khoăn hay thắc mắc gì thì xin để lại comment ở bên dưới video. Đội ngũ của Cao Minh luôn sẵn sàng trả lời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.